Hello anh em, về với kênh của Đức Mario với thương hiệu bán xe điện ba bánh Super Wheeler hàng xịn nhất tại Việt Nam. Thì hôm nay hành trình của chúng ta sẽ đi giao chiếc xe máy điện ba bánh Super Wheeler này cho anh chị ở dưới linh đàm nhá. Anh chị này thì cũng tham khảo rất là nhiều nơi rồi và cũng xem tất cả các đơn vị ở trên phố thành phố Hà Nội rồi. Thì hiện tại có mấy đơn vị to cũng đang là nhà cung cấp của nhà mình. Đấy. Và cũng có hàng nhái, hàng xịn, người ta vẫn đều bán thế cả. Đấy, thì Đức Mario đang ship chiếc Super Wheeler. Anh chỉ lại phải đi qua tận kho nhà Đức Mario mua mới tin tưởng được nhá. Tại sao? Tại vì Đức Mario bán giá xe Super nhái là Super Đai Lang ấy có 16 năm và Super xịn bán chính thức là 18 năm. Đấy, anh em phải lưu ý nhá khi đi mua xe nhái và xe xịn. Và anh chị đến nơi tận nơi nhà Đức, Đức đã tư vấn để anh chị chọn những cái con xe phù hợp nhất và phân biệt cho anh chị những cái mối hàn, những cái chi tiết xe xịn và xe nhái nó như thế nào rồi. Thì đây, bây giờ Đức đang đi lên linh đàm đi ship xe cho anh chị ý nha. Rồi, thì lúc nào đến anh chị ý, Đức sẽ quay cho anh em xem. Đức Mario giao xe chiếc Super Wheeler xuống linh đàm. Super Wheeler xếp 3 ghế, chuyển lại thành 1 ghế. À, giao xuống cho anh chị. Anh chị lên tận nơi xem xe xịn và xe nhái luôn. Đấy. Anh là lên nhà mình hướng dẫn cho anh rồi. Giờ trượt 3 ghế. Đảo luôn vài vòng. Anh đi từ từ ấy nhá. Bật khóa lên anh. B, B. Đấy. Đừng bóp phanh. Đi từ từ anh, không. Lái phải, đấy. Lái trái, ơ đừng. Đấy, Super Wheeler nha. Đây gọi là Super xịn nha, Super Wheeler. Đợt tới chúng nó cái con Super Đai Lang kia nó có thể dán bất kể cái tem gì nhá. Đấy, xe xịn anh em thấy lên dốc nó mượt mà chưa? Chị tập đi. Chị phải tập đi, bọn em còn chỉ cho. Không lúc chị run tay khó đi. Đây này. 3 ghế thành 1 ghế. Đó. Những cái chi tiết xe xịn thì gồm có giỏ này, hụt này. Tất cả ở đây. Bánh xe. Chị tập một vòng đi. Làm một vòng bọn em mới chỉ được. Chị gan nhẹ thôi là được. Em bảo nhá, cái này đi nó không như hai bánh là mình nghiêng người nó sẽ nghiêng theo đâu. Đi tập trung vào chị lái hạ bay thôi nhá. Đó. Thì đấy, sau khi hướng dẫn chị đi. Từ từ thôi, cứ bình tĩnh thôi chị. Cứ bình tĩnh thôi, không đi đâu phải vội. Đấy. Thôi yên, xe xịn không phải như con kia. Như con kia ra các thứ nó khác hoàn toàn. Đấy. Sạc của chị đằng sau nhá, gương em lắp rồi. Đó. Đây, vòng xe. Đây là xe điện ba bánh. Đây thì vẫn có hai phanh tay và một phanh chân của anh em. Đó. Đấy. Chốt rồi, chốt rồi, không bắt được. Nhà em chốt rồi. Nhà em chốt bên trong rồi. Đó. Này, anh chị lên nhà xem rất cẩn thận rồi. Không, đi mua những cái xe này lên cẩn thận vì nó mới anh ạ. Nhiều người người ta mua nhập nhoạc được nhưng mà nó tiền ấy bằng con quay ấy. Đấy.